Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách lắp đặt bộ HUD mới dành cho Mazda 3. Đây bộ HUD mới đấy. Với một thao tác, chúng ta sẽ tháo cái răng cao su này ra. Sau đó thì phần ốp này chúng ta cũng sẽ tháo ra nhé. Tháo ốp này ra. Tiếp theo là chúng ta sẽ tháo cái này ra. Anh thích dạng đèn LED tuổi. Trong này có một con ốc nhá. Nó nhấc cái này ra. Sẽ phải tháo một con ốc này ạ. Nhưng em nắp không cần tháo. Đấy là em. Sau khi tháo con ốc này ra. Đây ạ. Sau khi tháo con ốc này ra thì sẽ cậy cái này ra. Cậy ra. Khi đã cậy này ra thì chúng ta sẽ có một cổng ODB2 được gắn ở đây. Đây là trước vị trí cổng ODB2. Chúng ta sẽ tháo cổng đó ra. Đây là chúng tôi đã tháo rồi. Chúng ta tháo cổng đó ra và chúng ta cắm vào cái bộ này ạ. Với bộ này thì lại rất hay là khi mà cắm cổng ODB2 thì sẽ trả lại một cổng khác. Khi chúng ta lấy mất một cổng khác thì sẽ trả lại một cổng cho xe ạ. Còn đây là cổng cắm vào bộ rồi ạ. Và tiếp theo thì với bộ này thì khi tháo cái phần vị trí loa đây ạ thì sẽ có sẵn dụng cụ ghi gửi cho các bác rồi ạ. Chúng ta chỉ việc cậy này lên, nó sẽ có 3 cái lẫy ạ. Đây ạ. Đây là một số vị trí lẫy nhựa của nó. Và luồn dây vào đây ạ. Đây là bộ hiển thị đây ạ. 2, 3 vòng đây. Khe mãi được dây đấy. Chúng ta sẽ luồn vào cái khe này. 7, 3 đây. 2, 3 vòng đây. Phải lấy cái dây khi lẫy luồn xuống đấy ạ. Lúc nào đổ Chevrolet mới giờ an toàn hết. Đây là đầu còn lại của nó đấy ạ. Chúng ta sẽ khi mà thấy hai dây thì chúng ta sẽ cắm vào với nhau. Được chưa thì em tháo cái này đã nè. Khi đã cắm vào rồi thì trên này sẽ đây là bộ hiển thị HUD mới dành cho Mazda 3 đây ạ. Có cảnh báo mở cửa, cảnh báo sinh nhan. Tốc độ và vòng tua. Lắp đặt bộ này thì rất dễ dàng nhé. Khi đã như thế này, khi đã lắp như này xong rồi thì chúng ta chỉ việc hoàn thiện lại thôi ạ. Lắp lại các vị trí này thôi ạ. Bắt một chiếc ốc này nữa là xong. Các bạn, cảm ơn các bác đã quan tâm ạ. Các bác cần hỗ trợ thêm thì có thể để lại thông tin hoặc tin nhắn thì bên em sẽ có nhân viên kỹ thuật tư vấn hoặc hỗ trợ thì bằng video ạ. Em cảm ơn ạ.